Thật sự mà nói thì trời ơi, cả nhà. Bà nằm ở đây. Ôi, nằm ở dơ, đồ đây dơ mà cháu. À, dơ hả bà? Không ạ. Ủa vậy là hàng ngày bà quả làm việc ở đây hả? Ờ, bà chở, sáng là chở trên kia. Xong bà rửa, xong rồi trà rửa sạch sẽ, xà bông, xà đồ. Bà xuống trở đây bà đổ chiều giờ. Sớm giờ. Bà đổ cái gì? Bà nấu nước kia này, em thấy nè. Ờ. Cá cái chợ đây 15, 17 cái xôm. Gần 20 cái xôm. Bà qua xách nước hả? Ờ, bà qua xách, bà có xách dưới đây rồi lên kia mấy thùng. Rồi còn quăng, quăng ở dưới kia là 5 thùng. Trời ơi. Rồi cái dãy sau lưng mày kia lên kia là 10 thùng không? Đấy. À, hiểu rồi, bà quả xách nước cho bà người ta làm cá hả? Ừ, mà mau nó tới nó mua cá nó rửa tay. À. Chứ còn hỏi cháu ở nhà được làm gì được 50 ngàn giờ chợ đây nó cho mình đố. Nếu sau này ngay mau giờ đây nó không cho đố, bà đố trên kia. Xin chào cả nhà, hiện tại Nhân đang có mặt tại tỉnh Phú Yên cả nhà. Và theo như một thông tin mà Nhân mới vừa nhận được là ở trong một ngôi chợ mà thuộc cái huyện của tỉnh Phú Yên á, thì có một bà cụ mà không nhà không cửa gì cả. Con cái thì nghe nói rằng là đã mất hết rồi. Và bà sống là bám trụ ở cái chợ này, là hàng ngày á, là bà phải tự bươn chải rồi giúp ai đó trong cái chợ này để mưu sinh. Thì sau khi mà nghe cái câu chuyện thì mình rất là mong muốn sẽ được gặp bà để giúp đỡ và cố gắng tìm hiểu câu chuyện của bà, xem thử là vì sao mà bà lại ở trong cái ngôi chợ đêm tối như thế này. Thì bây giờ mà cả nhà hãy cùng với Nhân đi tìm bà và thăm bà nha cả nhà. Thì cả nhà cũng biết rồi, một cái ngôi chợ thì người ta chỉ hoạt động vào ban ngày thôi, còn ban đêm á thì không có ai ở đây cả. Giữa một cái màn đêm mịt mù tăm tối như thế này lại có một bà cụ sống ở trong cái ngôi chợ này cả nhà. Ồ. Thật sự mà nói thì trời ơi, cả nhà. Bà nằm ở đây. Ôi, nằm ở đây dơ, đồ đây dơ mà cháu. À, dơ hả bà? Xong đây, ngoài đây được. Mà trang đi dơ lắm, mấy người bán thịt heo hả? Dơ. À, cái chỗ này là người ta bán thịt heo hả bà? Cái hàng đây không phải thịt mà trước này dơ. Đây nó bán ấy luôn hả? Hành tây rồi, nó bán lục rớt rồi. Bà nằm ở đây có lạnh không? Có, bà thằng đã cho bà cái miếng gà mớ yêu chùa. Thì bà ngay vậy, đem dợn mày cái nụ lây. Mở dụng bao nhiêu. À, có được cái mền mà người ta cũng chơm mất cái mền của bà rồi. Không được cái mền đâu. Cái miếng da mà cũng mất kìa. Cái da hả bà? Ờ, cái miếng da mất vô chùa chết kìa, nó cho bà. Bà, con có thể trò chuyện với bà được không? Được chứ. Được. Vậy cho con gắn cái này lên một xíu nghe. Cái này nha bà. Chiều con gái. Bà, con nói bà nghe nè. Cái này hay lắm. Gắn lên trên người á, là giọng nói của bà tự nhiên nó hay lên. Con nói thật á, không tin được đó. Gắn lên. Đó, rồi bây giờ bà nói chuyện thì giọng nói của bà sẽ hay hơn bình thường. À, có người ở đây á, người ta thấy bà nằm ở trong chợ ngủ, người ta gọi điện người ta báo cho con. Thì con gần ở gần đây nè, con ghé con thăm bà. Mày ở đâu Trang? Con ở trong Nha Trang á bà. Một cái cháu ở đâu? Nha Trang. Nó cái nhà cho. Thì nhà con ở trong Nha Trang á bà. Rồi xe rồi đâu? Xe con đậu ở trước chợ nè. Dạ. Bà tưởng nó mày ở đây. Bà. Con nói nè, đậu xe ở trước chợ kia. À biết. Có mất không? Ê, có chưa? Có hả? Ô, chú Quang. Trời ơi, chết rồi. Bà bữa mùng 1 này mình lấy cái thùng máu của bà mà mua tình vô này, ăn chết cái thùng bà này. Ăn cắp cái son hả? Cái thùng, kem thùng đựng nước cái này. Máu mua mình tìm đây. Trời ơi. Mùng 1 Tết này. Có cái xô đựng nước mà người ta cũng lấy nữa. Không, em chết bên lấy lầu. Cho con ngồi trong này xíu bà. Vậy vậy. Đây ngồi. Dạ, để con ngồi đây ha. Thật này. Dạ. Đầu xuống đi xuống nổi. Bà bỏ cái này qua bên này, không mất đâu bà, con không có lấy đâu. Ai nói mày lấy gì, mày trai rồi. Ngồi. Dạ được không, con ngồi như thế này nó quen rồi.
Ngọc ạ, xuống đây cho nó thế không, đi. Con ngồi như vậy là nó bị tê chân. À. Bà, con hỏi thăm bà xíu được không? Dạ. Bà tên gì? Bà ở xuống quả đồn cho này. Chúng phải ở đây quả thắng này. Ý là con hỏi là bà tên gì? Hỏi chi vậy? Con hỏi để con giúp bà. Bà tên họ Ngạ họ. Dạ tên thôi bà. Tên họ. Dạ. Ông anh bà là ở trong Khăn Giang này, chỗ Bình Hảo mà ông mất rồi. Bắt quán làm kia rồi. Nên ông xấu ông anh vô còn có ông bên Mỹ á. Wow. Ông bên Mỹ mà ông già quá. Ông có gỗ rồi, ông bà không có biết. Bà Hoài có người thân ở bên Mỹ nha cả nhà. Ông anh chú xéo. Dạ. Bà Út. Bà dạ. là con mình bà xấu bị ông anh con mình bạn gái à. Mà giờ còn có ông bên Mỹ á. Còn như mất ra hết rồi. Ông ở Phan Rang làm muối. Cũng món đồng quán đồng kia đây. Năm nay bà Hoài bao nhiêu tuổi rồi? Này gần 80 rồi. Dạ. 78 đọc, 78 đọc, gần 80 rồi. Con của Hoài đâu hết rồi? Bà ơi, đừng hỏi con. Giờ cháu hỏi bà nói là hôm nha, cái ông ở trong trong cái số 9 đó, trong Nhà Trang ấy. Những cái ông vô trạm nhà ông anh ở trong số muối kia. Thì ông nói hồi hôm nay bà có 20 mấy tuổi là mất rập à. Nhưng phải tôi vô tuổi 7 mấy đâu. 20 mấy tuổi mất rập. Máu vô thì nó xoay như vậy. Phú Yên vô ấy. Thì nó mướt nhà cháu. Nhà ở là ông anh ông ở Thắng số muối đây. Dạ. Biết đây. Cùng bà ở Thắng trong cây số 9 nghe mày biết không? Dạ. Biết con biết cây số 9 dạ. Cây số 9 là do đây. Thì ông mướt nhà ở nhà cháu. Mà mất 20 mấy tuổi rồi. Đâu đây. Dạ. Chưa được 25. Dạ. Nó mất 22, 23 tuổi gì cho mai gì kia. Ông mướn được, mướn nhà được nhiều cái bà quên rồi. Chừng bà mẹ với ông anh ở số muối ấy. Vô miếu đi dìa. Là trong khi lên mơ cây vàng cháu. Mơ cây vàng là đảo mà buôn bán mấy con ở Sài Gòn ấy. Nó làm nó đang đi ở đội nó làm tiền ấy, cho nên cho phải vô là thằng anh hai của thằng con đeo của bà ấy là giờ nó cứ mìn của nó chết vào mà hầu nó vô cái ba tuổi về cao vậy cao, cho chỉ có con vô, không cho ai cho chỉ có con vô bán, xong đầu chiều đi ra mua vàng cháu một năm mà 10 cây cái bà cóc cái bà mẹ vô và biếu ở thau giờ mua ruộng. Vì ông anh bốn á, ông ở dưới quà kia, chỗ chua rồi. Là nên ông mất này lâu rồi, mất này qua 20 năm rồi nè, ông chết đi. Thì hôm bà là làm mì ra núi cho em nghe ông anh giờ chạy giờ mua trái cây rồi thắp cho em này chấp. Không ăn được cái chấp, ông anh nó tạo lắm. Yeah. Mà giờ mà chấp không có lỗi, không có biết lỗi. Nhà làm bún đồ mà không ăn không uống thì cứ ăn tàu ăn lương thấp đen ăn mà thuận gớ đó mà sắp nước anh thứ bốn ấy. Bà Hoài, vậy là bà Hoài có một người con mà bị mìn nổ. Vậy thì anh hay nói thằng lớn ấy thằng mà hôm vô thằng mấy bà mà cho vô bán ấy. Rồi những người còn lại đâu? Trong khi nó bị cao rồi giờ con nó ăn nó mình bên Mỹ á. Là con của bà Hoài có một người à hả? Sáu con của bà không? Dạ. Bốn đứa mà đứa mà cửa nha. Dạ. Thôi mà vô trạm ghe đủ mấy ông đấy thế mà để đứa mà cho cái con trong nó làm tiền nó làm nó ở Sài Gòn mà nó bán bia rồi. Dạ. Làm tiền là cháu cũng như mấy con làm tiền rồi đấy con mà không nó không có con. Dạ. Tao đứa vậy cái thằng bữa chết trong chợ trên kia mà. Mà đổ đấy, mà biết hậu mà cho cha nó không. Nên mà nuôi. Giờ bà ngoại nó nuôi con tiêu 4 tuổi. Vậy cái bữa mà đi nhổ là má. Dạ. Cái khi đó mà đi nhổ là má giờ bán được nhiều không biết rồi đi. Nhà bà ngoại cho cha ăn vậy cái chiều giờ nó nói đồ nó hôi. Tru cháu, tru nói. Má có mua kẹo cho con không? Mà kẹo đâu hầu đói cháu nó tu. Báu nó chết. Báu nó chết. Tu vào mà chắp kê nhíu nước mắt xuống với bà ngoại nó biếu không? Thao mày đừng có chắp mày đuôi mắt. Thao giờ nó dậy thao chắp gì? Lúc mình nó 4 tuổi cháu. Dạ.
Trời ơi, cái chung sau chỗ đổ đấy. Dạ. Chỗ đó có một tre. Giờ nó ấy hết à, nó làm gì đâu, đi ra quê ăn nó nói là nó ấy hết cháu. Dạ. Nói vậy cũng thiệt, chừng bữa mẹ ông nó trò, nó giờ nó lấy đồng mắt hết rồi, không có ma có đồ gì. Cái bữa mà bà ra là cái ma có nổ mà mẹ nổ mà mua ông bao xi măng, mà thấy tàu quá mà mua xi măng với chát, cả mà trộn một phá lên cháu xong mùa mưa này, mà không phải nó đâu, má nó. Nhưng mà ông nổ nói không phải giờ, má nó hốt lòng, nó hốt lòng cho nó còn. Cũng như cái má trên có đất luôn mà giờ nó hốc tha đằng xuống đầu không có thấy cái má gì hết á. Mà nghe chồng bụi tre ông bên bụi tre đó. Dạ. Mà ra cái loạn má nổ cháu sao mẹ ông ngồi mỗi nè. Dạ. Ủa, sao đây con ngồi xíu vậy? Ngồi ngồi cũng gì đâu mà bà cũng như bà cố mày chứ gì mà. Bà cũng như bà ngoại con thôi. Ờ. Ngoại. Vậy ngoại thì bây giờ bà ngoại còn người con nào không? Thằng con ở bên Mỹ ở con giờ ông đi hát. Ông báo ruộng ông làm ông đi hát nhạc sớm ấy. Còn ông đấy là ông nhỏ nhất ấy. Rồi ông chết là anh, ông chết này. Ông nó chết có 4 tuổi rồi cháu. Mà nó thuộc gì anh với thằng giờ đi hát rồi. Năm chục năm rồi. Mà cháu nghĩ giờ mà cứ mà đi quê anh rồi rồi cháu. Con cứ nó có bệnh nó khăm. Hầu nãy nó chết có bệnh nó khăm. Bà ra ăn mà sao bà quên cháu ơi. Ăn thủ thương cho bà ra cái bà cầu hồn là chết. Cái hôm cỡ 10 năm cái bà ra bị ăn mà nó cầu lên nó nói con giờ nó hốt bà má rồi hốt rọc. Nó nói gì cháu. Nó y xì. Dạ. Cũng thì kim bà quên hỏi hầu đấy con có bệnh không mà sao con chết má dầm mẹ đi chợ mẹ văng đâu má nhổ đâu má giờ con hỏi là có một kẹo cho con vậy cái tấu con chết tàu mà chấp sao mà cái màu ngoại nó mà biêu nó chấp nó nhíu nó nách xuống nó đuôi vậy bà ngoại vậy là bà ngoại có tổng cộng 4 người con. Ừ, 4 đứa. Trong đó là 2 người mất cho một người cho còn một người thì đang chơi nhạc sống. Ừ, ông đây là ông nhỏ nhất này, ông hát là nhỏ á. Sao bà ngoại không về ở với con mà ngủ ở đây? Con sao mà nấu nước cá đây mà ông thấy này cù, nấu nước cá rồi kiếm thêm 50-70 ngàn rồi nhà ai cho được 1 ngàn bạc, ai nấu đem tấu. Nhưng sao tối bà ngoại không về nhà con ngủ mà ngủ đây? Ôi nhà thắng vương quả định chưa làm sao mà đi. Ủa vậy là hàng ngày bà ngoại làm việc ở đây hả? Bà chỗ sáng là chỗ thân kia. Xong bà rửa xong rồi trà rửa sạch sẽ, sạch băng sạch đồ. Bà xuống tại đây bà đổ chiều giờ. Bà xuống giờ. Bà đổ cái gì? Bà nấu nước kia nè, em thấy nè. Cá cái chỗ đây 15-17 cái xông. Gần 20 cái xông. Bà ngoại xách nước hả? Bà ngoại xách, bà cố xách dưới đây rồi lên kia mấy thùng. Rồi còn quăng ở dưới kia là 5 thùng. Rồi cái dãy sau lưng này kia lên kia là 10 thùng không? Hiểu rồi, bà ngoại xách nước cho người ta làm cá hả? Ừ, mà mong thôi, cháu nó mua cá nó rùa tay. À. Chứ còn hỏi cháu ở nhà được làm gì được 50 ngàn giờ chợ đây nó cho mình đố. Nếu sau này ngay mau về đây nó không cho đố, bà đố trên kia. Còn hôm kia tôi bụi độc, thế bà sang lại nổ rồi, 30 cái xông rồi. Chậu không? Xa quá xa trên chậu bụi độc cái này. Dạ. Xa đường quốc lộ 15 mà đi lên đây mấy cây số mà bà đi bộ. Mỗi thùng nước bà ngoại 5 ngàn. Mỗi thùng 5 ngàn. Ừ, là 10 thùng mà 50 ngàn, mà gần 20 thùng mà biết nhiêu. Đố trăm đồ là trăm ngàn. Làm gì ở nhà có vậy. Mình đi làm mình kiếm mình ăn cho. Chứ ở nhà tôi hỏi cháu làm gì. Mấy ngày thì bà ngoại về nhà một lần? Bà gần lũ nó xuống đây buôn bán là bà gặp. Có không bà chỗ trốn gần đấy nên bà giường. Giường bà xuống. Khi mà chợ khi nào mà chợ xa là bà ngoại ngủ ở chợ như thế này luôn. Có chợ đây xa còn chợ trên kia bên nhà. Chợ kia là gần nhà. Gần chứ bà giờ mà muốn bà giường lát còn muốn nó xuống đem cơm rồi xuống đây. Con bà ngoại đem cơm xuống ăn ha.
đúng là đem, còn bà cần bà nói xong đỡ bà mua hộp cơm ha gì cho đúng là đem khó tham nhiều chiều bà nó đem cái máy hộp còn rửa bao chưa rửa sầm mâm được sạch sẽ và bao đây vậy là tính ra cả nhà thấy đem hộp cơm bà ngoại gần 80 tuổi rồi, còn 80 rồi vẫn... tuổi cha là cháu tính là nhiều tuổi tức con chó, con chó à? Ờ, bảy mấy phải không? Bà không ăn nuôi lao. Bà ngoại 70 tuổi phải không? 78 gần 80 luôn. Nhưng mà bà ngoại vẫn lao động để kiếm tiền cả nhà, không phụ thuộc vào con. Cái hôm đậu mà bà muốn mưa hai cuối nhà cháu, hai cuối mà giác ba giác. Chà. Giác chiếu ba giác cuối xuống khỏi núi á. Bà ngoại khỏe ghê ha. Bó xe đạp giác chưa? Mà hầu bà mới còn 30 về đi làm ruộng đồ bà dân mất rồi bà chớ xe đạp đồ trời. Mỗi ngày bà ngoại phải xách mấy chục thùng nước cả nhà. Gần 20 thùng. Trời ơi mà thùng còn hôm nay chưa 30 thùng bà sang lại nấu rồi, sang thùng 20 sang rồi. Thùng 20 lít à? Thùng hay lấy thùng ấy cái thùng sơn á, thùng sơn kìa. Loại thùng đấy. Ôi thùng sơn nặng lắm cả nhà. Cũ cái xào nó bị to đấy mà chắc vậy là bà ấy mà làm quen không? Quen rồi ạ. Nhờ xe đạp mà bó cột cái cây sau khi mà bó hai bên mà dắt cái cột dây leo vô dắt. Ví dụ dướng được kia cái dắt cái bó kia. Dạ. Chứ không phải xếp bộ. Rồi dư dướng lên kia mấy thùng đấy mà chúng chớ xe đạp bỏ đấy. Dạ. Mau nụ bỏ. Bà ngoại ngủ đêm hôm ở chợ như thế này bà ngoại không có sợ ma à? Không, không có thấy gì hả cháu. Mình ngủ bình thường à, không có thấy gì hả? Dạ. Bà ngoại. Đi cái bao sạch này, cái bao mấy thằng nó bán hàng cho tao mà này. Nhưng mà bà ngoại đắp cái lạnh không? À, cũng như nó mũi nó khói ấy nha. Còn đây bà đắp về cái áo ấm làm tốt này, kia là giặt bữa bà bận đi chùa dưới á, mà xuống dưới nó to được 3 ngày rồi được bà giờ bữa mùng bà đi 30 rồi mùng 2 giờ thì mấy áo này xuống bận cái bà đi mà cấu ra mà giặt sà bông luôn này. Dạ. Cô sạch thật mà bà muốn mình đắp cũng được phải không cháu? Phải không? Được chứ, đắp mình được. Không muốn bận là mình đắp dài cũng ấm phải không? Dạ. Em lên thì trời nên mà cái màu nó sạch tham. Dạ. Bà ngoại có cột mấy cái chùm tóc nhìn đẹp quá ha. Không phải nữa, bà nói đầu đuôi trong nghề. Là trong khi cố đi cho nước ngang cho nó chích vùng mắt em. Gió rồi chích thì kêu bà lấy sụ sụ và cột chay cho nó khỏi chích vô trong mắt em. Rồi cho mình làm đồ ấy, trà thông đồ, hay sức nước. Chứ không phải là cột. Dù cái mấy đứa đi mà hớt cục á, chứ không dài gô lắm. Dài rồi mà cột sau lưng dài giờ nó máu ra. Vậy bà ngoại thích tóc dài hay tóc ngắn? Lũ nó không đỡ đi nhộm. Trời ơi. Nhộm chi bà ngoại? Nó biếu nhộm cho nó đẹp chứ chơi tao tiệm gậu nó gậu nhộm đồ dài tục à. Chị, bà ngoại tính lấy chồng nữa hả? Không có, ý là nó gì nhộm trên coi dở coi được nhảy cái gì. Con thấy cũng được mà, tự nhiên giờ đi nhộm chị bà ngoại từng cũng được là miễn mình gậu đồ sạch sẽ thôi anh cháu. À. Mà nó đồ đi nhộm đấy. À, đồ đi nhộm luôn. Nhộm tao tiệm nhộm gì 20 ngàn, 30 ngàn cái mấy. Dạ. Mà mấy tháng luôn à. Vậy thì bà ngoại ở cái chợ này mấy đêm rồi? Trời, cái chợ này mấy chục năm. Không, bà nấu nước tao ở đây là 20-30 năm được, lâu rồi. Là bà ngoại làm ở đây hả? Mà nấu chợ đây chỗ bột đục lên chơi nhưng mà sang máu sang làm gái đây. 30 cái thùng. Ngày hôm nay là mình... Còn chợ đang gọi đổ đây, chuyển lên chuyển xuống gần 20 cái. Ngày hôm nay nhờ gặp bà ngoại mình biết được thêm một công việc mới cả nhà. Là xách nước bỏ chợ. Xách nước bỏ chợ. Còn chuyện trộm cắp là mà không biết. Mà chỉ có đố kiếm đồng tiền không. Dạ. Đố nước kiếm tiền là người này nó có cho rồi chứ trộm cắp mà không biết. Dạ. Tôi thấy nó bắt gà bắt chó của cháu ơi. À. Mà không dám gì mày ở trong chợ đây mà. Không có dám gì cái ai có cho anh lấy rồi chứ không dám cái cây rồi nó chắc. Đóng đóng được chợ đồ hàng nó chắc mà bà không ạ. Dạ. Không, không có vụ nó quen tham. Dạ. Chẳng sao người ta cho. Không thông mình xin đồ sao chứ còn. Bà ngoại, dân gian có cái câu là tay làm hàm nhai đúng không? Đúng không? Chứ còn trộm chắc là bạn thứ đây bạn mới chịu thứ đó cháu. Dạ. Có nổ mượt nổ. Con thấy bà ngoại gãi rất là nhiều thì tay bà ngoại bị ngứa à?
bà dầu kia, chị dầu ở trên cái nón này má bưng ấy, dạ. Chị dầu mà bà bá thuốc vô dùng vừa, bấu mà rửa sạch sẽ đâu, dạ. Vô nước xong rồi ráo đầu bắt đầu mà tha vô chân đi, dạ, dạ. Tì đồ nó cái rác rồi mà tha, nó rửa dạ. Nó ấy ra giờ lành hết rồi, dạ. do cái thuốc nó rút ấy đấy, thuốc gì rút ạ? Thuốc bọc dậy, thuốc ba giấy, dạ. Nó tha vô dầu ấy, dạ. Nó rút. Ví dụ cái tay mình nó lứa nó đeo nha, yeah. Ba bữa rồi làm trơn rồi cháu, yeah. Làm trơn nó không mới rét ra đâu nữa. Con trai cho này, mình nói cho mày coi. Bà ngoại, nãy con hỏi tên bà ngoại chưa trả lời. Ba là Út, bà là anh bốn, anh năm. Anh năm đi tập cấp thì bắt giờ, anh sáu đi Mỹ, giờ còn bên Mỹ á. Rồi anh thứ bảy là đi lính nghị ở tứ trận ở Đất Tô. Bắc dạ. Tô mình biết không? Dạ, Bắc dạ, Tô. Dạ không. Chỗ người ta đang dự vụ đám mây. Dạ con không biết, con còn trẻ mà sao con biết được? Mình không biết ở đây mà không biết mà là tu Bắc Tô nào bầy. Dùng dạ. Quy Nhơn lên mẹ. À Quy Nhơn lên hả? À ông chết. Dạ, dạ. Má ông bây giờ bà mới thất giang này mấy ngày. Hai ông anh, anh ba với ông anh bí là bà mới mua nhang đồ và đốt mà xuống mà thất má để giấy. Bà ngoại. Phù hộ. Bà ngoại. Hồi xưa bà ngoại kiếm được 10 cây vàng luôn hả? Wow, mà vô xong gần năm mấy con làm tiền ở dân Sài Gòn ấy. Chứ nó cho mà anh hai nó đi cao rồi, 3 tuổi. Đi theo mặc quần áo đồ đẹp lắm. Vậy cái nó cho vô bán mà sáng mà xuống mà mua chợ ngoài do Trầm Phúc ấy. Chứ mà bưng lên chỗ mấy chị mấy con nó làm tiền bán bia rồi cháu. Yeah. Cho chị con vô. Thấy thằng anh hai nói khổ mà có 3 tuổi thì cao vậy. Yeah. Vô trong ấy, ông anh ông biểu là đi ở thị tớ cho nó ông biểu người á. Yeah. Nó biểu ở dán đồ lên rừng ở đó nó nói thì khổ. Yeah. Cái bưng ở rổ thì bán là một năm mà được 10 cây cháu. Cứ chiều dậy xuống mua vàng. Trời ơi, vô. Ơi, bán cái gì mà. À, bán trái cây, ví dụ bơ ấy rồi đấy. Bán trái cây mà một năm 10 cây vàng. Một năm trụm lụm à. Trái cây kẹo xin gom ngay này, 10 đô. Còn em bì một khô 100 đô. Wow. Cho luôn, không xấu rồi. Tao hỏi mày chiều giờ xuống tiệm vàng mà mua tàu. Bà quay ơi. Rồi 10 cây vàng đó bà ngoại mua cái gì hết rồi? À giờ nó dành cái bà ngoại vô cái ông mướn nhà ở cái bà ngoại vô biếu đi giờ thì quà cho hôm bà mất ra 20 mấy tuổi mất gặp đấy cái nó mướn nhà được mấy năm biết rồi bà quên rồi mấy tháng nhiều bà ngoại 20 tuổi mất rụp cả nhà. Hay cỡ 20 mấy tuổi vậy kia bà ngoại vậy thì 18 không mất hả? Ý nói ông anh bà ở sông muối với bà mẹ biếu đi giờ tôi qua chưa? Dạ. Chứ không ở sông nữa, mấy ông đi giờ nước hết rồi. Dạ. Thì cái bà duyên gái rồi nó dẹp rồi nó không có bán bia bán đồ. Nó dạ. Không có làm bán bia đồ nữa nên cháu dân ở Sài Gòn đấy. Bà ngoại, dạ. Con nãy con nghe bà ngoại nói rằng là bà ngoại bỏ nước lên xe hả? Rồi xe đâu? Giờ xe đạp bà nữa chạy chưa mau nụ hợp trợ bà nữa đang chạy không. Con đâu thấy đâu bà ngoại? Có, bà dựng như trụ dần. Hay là có ai lấy không? Không, xin đặt còn bà mua máu mua chiếc cũ nữa. Trước đây là nó thay. Mua trong tiệm trong, xíu nữa xíu nữa nhận xíu review cái chiếc xe của bà ngoại xem có gì đặc biệt hay không mà bà chở được nước ai lấy chi cọp hai cây đeo dù bà sợ nó chạ vô thùng vô trong cái xe mà hai bên mà cọp mấy cái bì như dây đeo bà ngoại. Những cây, cây đều. Chiếc xe đạp mà bán về chai cũng được 100 ngàn á. Có đều mà ai nói chi cháu cái rồi. Chị ngon là chị ông đa rồi, như xe đi. Họ lấy họ bán sắt mà, sắt vụn mà. Không có, không có ngay à. Nay xe ông đa rồi cũng ai dám lấy cháu. Xe ông đa cũng không lấy luôn. Tại vì công an nó bắt nó quấn một trận xuống xã rồi họ đem ra nhà tù. Giờ cái chợ đây ra cũng mất xe. Dạ. Ai à, dám. Vậy là xe con để ngồi kia không sao phải không? Có xe của mày ấy, xe con xe lớn phải không? Không có, xe tải. Xe tải mà mày nói gì, không dám ngủ, nổ ngủ, giữ chưa? Dám bỏ chưa? Mà mình cháu nói. Rồi mai bà ngoại có xách nước được không? Bao giọt tới 6 giờ. Dạ. 5 giờ giọt tới 6 giờ.
chăm vô thân ta với tôi muốn tôi tôi muốn nghỉ nghỉ yeah. Rồi tới 11 giờ là 10 giờ bắt đầu ngủ đúng ý mình lấy xong ra mình mương ra có mương nước chợ sát chợ mương người ta làm ruộng rồi chưa lấy ra quẻ làm ruộng ấy chứ mình trà rửa à bà ngoại rửa cái xô ngồi đó ừ. Còn bà ngoại xách nước ở đâu nước giếng đây à bà ngoại xách nước giếng ở đây giếng cấp trên cũng làm đấy à dạ. Chợ nào cũng có giếng á dạ. Chợ đây ngon lắm có cái mương đây có mương ngoài cầu mày ra coi con thấy rồi con thấy rồi ồ nó dạ. Làm ruộng ở sau trường mình tặng đây bà lấy bà ra sao bà ngoại hồi đó phân. Sao bà ngoại hồi đó không theo anh mình đi Mỹ luôn anh nào anh thứ sáu gì đó ờ mai nã ông mà mình thứ sáu giờ mới nó mà sao hồi đó ngoại không đi cùng ông này cũng thăm đám cháu dạ vợ chồng đồ con đồ bến ông nghĩ ông có làm gì không bà ngoại có cái lời nào gửi tới anh của mình ở bên Mỹ không có cháu hôm anh năm giờ hôm nó gọi điện thoại qua ông chú ấy dạ rồi cái mà biết thì nó tạo định tên định dạ. Định nó gọi nó gọi điện thoại ông chú nó bên á dạ cái mà biết chứ không thôi ai biết à rồi chú cháu nói bên nhờ cháu gọi qua bên đó nói chuyện nó có mấy điện thoại đấy dạ. Hồi giờ bà ngoại nhận tiền đô là bao giờ chưa ờ có 8 năm 400 đô 8 năm nhận được 400 đô ừ. Nên là bà có 6 ông anh mà giờ còn ông bên Mỹ dạ. Là còn ông bên Mỹ thứ 6 còn ông thứ 7 là đi lính tử trận ở đất Tô kia dạ. Thứ 8 là số muối ông kia cũng mất con gái năm kia rồi dạ. Bà thứ 9 Úc dạ. Ông mình bạn gái à dạ. Bà 6 ông anh từ thứ 2 đổ lên thứ 8 ấy hồi nãy mà khi mà nhân mới anh gặp bà là số muối cho hồi nãy nhân mới gặp bà là bà trùm một phát kín hết cái đầu luôn giờ có nóng không bà trùm gì có nóng không lạnh mùa lạnh là ấm mà mùa nực không có trùm được mùa nực nó gian nan rồi nó bay mũi rồi hết kia bà cố có trùm còn à. mùa lạnh đây mà cái trùm đây mà biết sao cho nó mũi khói ấy này cái bao sập bữa mà nó cho mà mấy chê thằng, đó mũi ha mấy thằng buôn bán chợ nó bán đồ sạch ấy đồ đẹp ấy nó cho mà bao đây ừ. Bao mà bữa mà cũng giặt sờ mông đồ sạch nữa phải dày phải khói mũi rồi không bà ngoại vậy mỗi ngày bà ngoại kiếm được bao nhiêu tiền chợ mũi chợ đây là được 100 dạ mà chợ tốn có chưa được 100 dưới 100 dạ chợ sáng hợp rồi mà xuống đây nên ừ. Khi họ mà cháu không biết nè cũng như Tuấn là họ định mà ở đây hồi tháng chứ không à, dạ, xã hồi tháng dạ. Tuấn là xã hồi định người ừ. Kia Hòa Quang Hòa Quang và An tùm lum và trị đồ dạ. Mấy hôm nay mốt tùm lum mà mốt cái gì bà quay bà mốt lúa cái bom cái cửa hôm 30 cái thằng nhỏ nó chết đấy đi làm mì làm đồ đi làm mì rồi đi mốt rồi mà chớ xe đạp có 4-5 ngày mà chớ dùng bao lúa dạ chớ xe đạp đấy dạ chỗ đậu mà đi xuống thì quà kìa mình dần tỉnh mà cũng có xe hết vậy là cái công việc này á là chỉ có một mình bà ngoại bao hết cái xã này luôn đều nó muốn chú chợ này nó muốn cho mình đó tao cũng muốn à nghĩ tên gì đều dạ người mà thấy khổ quá nhưng mà ưu tiên cho bà ngoại chứ phải không ừ mà ai vô đố bà cũng được dạ bà đố chợ xuân kia dạ cháu bà ngoại sao người ta không tự sách mà phải để cho mình đổ nấu nấu nó đổ kiếm đầm à để cho bà ngoại làm à, cho có tiền mặt thù lù nó dân thân dân ra à. Nó đổ kiếm đầm ăn cho sách bằng sách mà đem mua dầu một phòng nữa nó giật cho mình thấy khổ quá cháu có nghĩa là thấy bị bà ngoại khó khăn cho nên là tiền ấy dạ. Kiếm đầm đổ kiếm đầm vậy 5 ngàn thôi ai người nào có nhiều cũng tụi con mời đi Sài Gòn nó người dùng nói một bữa 7-8 thùng nước dạ. Người dùng mời để đi Sài Gòn nó giữ cháu nó chứ nó không có lỗ nữa người dùng còn anh có ông lấy 4 thùng kia đấy mà biết mời ông có đi hay không mà nữa giờ đấy nếu ông có đi ông bưng vô mà ông đi người khác còn lấy à, dạ. 2 thùng à 1 thùng à dạ chứ mấy ai lấy nhiều vậy đó nặng ha cái thùng nước bây giờ trong thùng có nước không bà ngoại đây
Đây luôn hả? Đây luôn. Đây luôn. Mà mình nghĩ bà ngoại 80 tuổi làm sao mà xách cái bình nặng như đó ta? Tôi quen rồi. Còn hôm bà 30 ấy trù mà đi hay cúi, ba dắt cúi. Dạ. Ba dắt kê bà chiến xuống dắt xe đạp giỏi 30. Dạ. Ồ, đi hay cúi giỏi. Bà ngoại ơi, thì ghé thăm bà ngoại trong đêm tối như thế này á, thì cũng làm phiền cái giấc ngủ bà ngoại quá. Còn giờ ra giữ xe đâu không? Dạ, chứ không thôi người ta lấy cái xe xong luôn bà ngoại. Chứ đừng có chú ăn. Hay thôi con mượn chiếc xe đạp của bà ngoại về cho đó. Xe bà mà đi. Dạ. Xe chở nước rồi không hả, nó cỡ được. Không, con nghĩ là con cỡ được chứ. Ồ, xe ngon rồi, xe đi xin tân. Mượn mai trả. Không nói đâu, nó là sao giờ mà mua chiếc xác ra sân bán cho tân tìm này. Mua được. Ủa, bây giờ bán để bà bán. Ý nó mà mua rầu mà bà gấu, gấu lại. À vậy thôi chiếc cũ này tặng cho con đi. Không có được, cỡ. Cỡ là sao bà ngoại? Bà nuôi dắt không mà chị không có dám cỡ nè. À, cái từ cỡ có nghĩa là đạp. Là bà ngoại không có dám đạp, chỉ có dám không dắt thôi. Không dám. Sợ nó gãy hả bà ngoại? Không, sợ mình giờ lớn tuổi không dám cỡ, nuôi nghi vậy. À, thì bây giờ con còn trẻ mà bà ngoại sợ gì để con cỡ bà đó. Bà cũng có cỡ được đâu, cái xe đây giờ chớ rồi mà. Dạ. Chớ gần gần vậy, cũng như dướng được kia lại được đây gần. Thôi thì con bây giờ cũng muộn rồi bà ngoại. Nội, giờ dạ. Giữ xe đây. Bây giờ cũng muộn rồi, thôi thì để bà ngoại nghỉ ngơi. Ừ. Giờ, thôi con cũng gặp bà ngoại. Để mà đón gì đây? Không, không sao, bà ngoại cứ để đó. Xíu nó nổ là biết à. Nổ cái gì? Thì cái đó nó nổ. Thì mày làm nó pháo. Thì Nhân xin phép là biếu bà ngoại ít tiền cả nhà. Dạ. Cháu buôn bán gì à? Con đâu có buôn gì đâu. Nhưng mày ra mày đây chơi. Thành ra trang mày ra chơi. Thì con ra con đi công việc. Chứ con không có buôn bán không? Ý mà nói con buôn bán là thâu, chứ khổ cực, mất con gì hết. À, bà ngoại... Giờ đi ra giữ xe nôn mà cháu, đi cho bó mày á. Nếu như mà mất xe thì mượn xe đạp của bà ngoại về. Thôi, cái xe tải mà biết nhiêu. Cái xe tải mình biết nhiêu là mất. Ai lấy một tàu. Ok, bà ngoại không sao. Giờ nãy nó sợ mất xe gơ cháu ơi, nó đi xe ông đa mà nó ngâu lên xe nó mua ấy. Nó dâm rau xe. Dạ. Con biết bà ngoại ít tiền nha. Chơi. Biết bà ngoại để bà ngoại mua hay chiều giờ mày ăn quán nào hồi đầu không? Con ăn quán nào đâu? Chứ sao làm sao mày nhịn được. Chừng nào giờ cháu? Dạ mai con về. Ở nhà Trang đâu? Dạ ở nhà Trang á. Hôm giờ ông mướn nhà mà giờ đi qua chắc là đi vừa nước rồi cháu. Mướn được mai thang kì nấu bà ngoại với ông anh làm muối giờ. Nếu giờ thì qua chợ hầu cư, tán cư hầu cư á. Chứ bà giờ. Dạ. Mà được ở được mấy khách nhiều quên cháu rồi. Dạ. Mướn nhà. Giờ chắc con đi vừa nước rồi hả? Dạ chắc đi rồi bà ngoại. Đi giờ cháu không ở đâu không? Dạ. Còn mấy đứa con gái dạ. Làm nó mang bia rồi nó cũng giờ dạ. Sài Gòn à. À. Đi hết rồi. Đi ráo hết rồi. Dạ. Nó còn đều. À con biết bà ngoại 1 triệu nghe. Sao? Bà ngoại không lấy hả? Đi mà cho nhiêu vậy? 1 triệu. Một đâu dữ hả? 1 triệu nè. Mà tiền bạc đâu mày làm gì chẳng có. Dạ. Mày làm gì có. Có phải tiền của con đâu. Ờ. Tiền của cô Đào Lê á, cô biếu cho bà ngoại. Ờ. Cô Đào Lê bên Mỹ á. Ờ. Bà ngoại có biết cô nào tên Đào Lê không? Bà ngoại đâu có biết. Bà ngoại ơi, thì thôi bà ngoại nhận cái này xong rồi bà ngoại nghỉ ngơi cho nó khỏe rồi mai tiếp tục công việc của mình nghe. Ủa cháu đi cháu ra ra nữa không? Phú Yên thì lâu lâu con cũng ghé mà. Bây giờ bà ngoại nghỉ ngơi đi ha. Chúc bà ngoại sức khỏe nghe. Có gì mày con ghé con thăm để con lấy cái cục thuốc nổ này đã. Lâu lâu cháu ấy cho Phạm. Lâu lâu ấy là sao bà ngoại? Lâu lâu cháu ra đây Phạm. Lâu lâu con mới đi. Vậy thì bà ngoại cứ nằm nghỉ đi. Đồ cháu quen người đấy hả? Quen ai hả? Chứ sao mày nói nó to vậy. À dạ dạ có quen cô, có quen với cô Đào Lê. Bà ngoại nghỉ đi nghe. Cảm ơn cháu nha. Vậy bây giờ bà ngoại nằm sao? Bà ngoại nằm không coi thử. Rồi. Bà đắp từ cái đây khoảng mũi trắng. Bây giờ bà ngoại đắp không coi thử bà ngoại. À đây nửa lộn nửa mà ái trên gì cũng biết cù. Đây bà cái miếng này nửa lộn nửa bà đắp. Đây
Dạ, yeah, bà quay đắp thử, bà quay đắp không coi thử. Giờ chứng nhìn cô. Trời đất ơi. Cái nỗi nói trò gì mà khổ bả gì mà. Trời đất. À, ban đêm đắp gì đây ngủ nè cả nhà. Ừ. Sáng mới đều dẹp. Ờ, bà quay đêm đắp gì đây hả? Ừ. Là không thấy gì luôn hả bà quay? Bà quay đắp gì đây hả? Ừ. Là phủ hết luôn. Dạy, khói mũi khói luôn. Vậy là khi đó ai đi ngang qua thì đâu có biết bà quay nằm trong đây phải không? Biết chưa, lũ nó biết đủ nước ở lại rồi chú. Xong rồi bắt đầu dán ra như thế này hả bà quay? Vậy. À, như thế này nè. Trời ơi. Ừ. Rồi tối nằm chắc đêm hôm lạnh lẽo ha. Nhiều chỗ bà cố cảm ơn nha. À, bây giờ Nhân sẽ qua xem mấy cái thùng nước bà gọi xách thử như thế nào cả nhà. Đấy, bên này. Dạ, con qua con coi nước thử xíu. Nước này lại dưới. Dạ, dạ, dạ. Cố cảm ơn nha. À, trời ơi. Chia sẻ với cả nhà thì đây là những cái thùng nước mà bà gọi gần 80 tuổi xách nè. Ở trong, ui. Chà. Cũng khá là nặng đó, chứ không có nghĩa đâu cả nhà. Mình là thanh niên nhưng mà xách mình thấy cũng khá là nặng rồi, huống hồ gì bà ngoại gần 80 tuổi xách cái nước này. Phất quả, vả quá. Bây giờ qua xem chiếc xe của bà ngoại thử nó có còn đảm bảo không cả nhà. Đây rồi, chiếc xe của bà ngoại. À, một cái chiếc xe rất là cũ rồi. Dùng hai cái cây như thế này thì chắc là bà ngoại bỏ nước lên cho đây nè. Bỏ mỗi bên một thùng cho nó con đối rồi đẩy đi. Rồi có một cái điều đặc biệt là chiếc xe này là không có thắng nha. Hèn giờ bà ngoại không cho mình đi đúng rồi cả nhà. Xe không có thắng. Còn là chiếc xe nó cũng khá là yếu, nó bị lỏng ốc hết rồi. Là chiếc xe này là chỉ dắt đi là đúng rồi, không có nào đạp được rồi. Và lấy bà quả có chia sẻ là bà quả có mua một cái chiếc xe mới rồi nhưng mà chưa sử dụng, nó tạm thời là sử dụng vẫn tiếp tục cái chiếc này. Và buổi tối ngày hôm nay thì khi mà ghé thăm cái khu chợ này thì thấy hình ảnh về một bà cụ mà gần 80 tuổi nằm co ro ở trong một cái miếng. Cái miếng đó là gọi là cái miếng mà đựng xi măng cả nhà, xi măng cũ á. Bà ngoại lấy trùm lại và trùm kín người luôn để ngủ cho qua hết cái đêm đây. Và sáng ngày mai tiếp tục cái công việc hàng ngày của bà ngoại là múc nước. Cuộc sống của bà ngoại là như vậy cả nhà. Tuy là bà ngoại có con và cháu nhưng mà bà ngoại có chia sẻ là có 4 người, mất 2 cho 1 và còn 1 người thôi. Thì cuộc sống cũng khó khăn cho nên là bà ngoại mới quyết định là gần 80 tuổi còn sức khỏe vẫn lao động cả nhà, không có nghỉ, vẫn phải kiếm tiền để kiếm sống. Thì đây là một cái câu chuyện mà Nhân cũng muốn lan tỏa đến tất cả mọi người. Khi mà chúng ta có sức khỏe thì chúng ta cũng đừng có bi quan, nếu như mà có tạm thời mình mất một cái công việc nào đó thì chúng ta tích cực lên một xíu sẽ tìm một cái công việc mới, đôi khi nó sẽ giúp chúng ta có được một cái nguồn thu nhập mà nó tạm thời để mà vượt qua cái giai đoạn khó khăn. Thôi thì một lần nữa thì Nhân cảm ơn cô Đào Lê đã gửi cho Nhân một cái khoản tiền quỹ để có thể đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Thì cũng chúc tất cả mọi người một buổi tối thật là ấm áp. Thì nếu mà cả nhà xem thì đừng quên đăng ký kênh đón chờ những video sau nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Bye bye.